Lưới cá đầu xin kính chào bà con. Đầu đang muốn giới thiệu với bà con cái lưới kéo tôm bà con ạ. Đây là dòng lưới kéo tôm và kéo ở trong cái những cái ao hoặc những cái đầm hoặc là những cái vuông của bà con nuôi có cái mực nước nó vừa phải thôi, mực nước khoảng cao khoảng tầm 1,4 m đến 1,5 m. Thì cái dòng sản phẩm này đầu đang làm cho bà con là cao là 2 m. Vậy cao thân của nó là 2 m bà con nhé. Vậy cao thân của nó là 2 m. Với cái chiều cao nó chỉ 2 mét này thì kéo trong cái mực sâu của cái vuông của cái ao cái đầm nó chỉ có khoảng tầm 1,4 m đến 1,5 m là đẹp. Và cái dòng sản phẩm này nó là dòng lưới dù Nhật. Cái mắt lưới ở đây nó chỉ là một phân thôi, hay còn gọi là mắt lưới A5. Đấy, bà con thấy không, rất là bé. Thì kéo cái dòng cá quên mất xin lỗi bà con, kéo những cái dòng tôm tôm giống khoảng tầm trên dưới 2.000 con trên 1 kg dòng tôm á. Đấy. Thì cái mắt lưới ở đây bà con đâu thấy đâu, đây là cái đầu đũa nhá, để chiếc đũa này bà con này, thì đầu cắm vào trong đây để cho bà con thấy được là cái đầu cái mắt lưới ở đây nó rất là bé nha. Đấy, cái mắt lưới ở đây nó rất là bé, nó chỉ cắm khoảng tầm đầu đũa nhỏ nhỏ nó lọt trên đây một xíu thôi này. Đấy. Đấy, kéo cái tôm giống là rất là hợp lý cho bà con. Cái đầu phao đây thì vẫn phao đầy đủ cho bà con này. Đấy, vẫn phao vuông, phao đúc, phao tôm đúc trên này cho bà con. Chân thì vẫn là chân chì nha bà con nha. Đấy, chì, chân chì cho bà con. Đấy, thịt rất là nhiều này, bà con thấy không? Trong đây thịt rất này rất là nhiều, để khi kéo cái dòng sản phẩm này là không kéo, không có túi. Đấy, nó không hề có một cái túi nào ở giữa hay là ở cạnh nào cả. Mà nó là sẽ là một cái tấm thân lưới. Đấy, một tấm thân lưới thẳng. Và bên trong những cái thịt này nó rất là nhiều. Để khi kéo cái bà con có thể nhấc lên bờ luôn để thu hoạch, hoặc là bà con để sang bên ao giống khác để nuôi phân loại tôm giống ra. Bà con thấy không? Ngoài ra đầu làm theo yêu cầu tất cả các loại dòng lưới kéo tôm, lưới kéo cá, vân vân và các dòng lưới đánh cá bao hàng cho bà con. Chất lượng và những cái sản phẩm này hầu như là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đầu cam kết cho bà con. Xin kính chào bà con.